Đây là một sản phẩm đặc biệt từ bài viết của Thịnh Suy, tác giả hit đỉnh đám Một Đêm Say. Bài viết được tuyển chọn trong cuốn sách Người trong môn nghề do Spyroom phát hành. Xin chào, mình là Việt Anh. À không, trong clip này thì mình tên là Thịnh, 20 tuổi, nghệ danh là Thịnh Suy, một ca nhạc sĩ tự do. Với mình, âm nhạc không chỉ là nghề, nó là cái nghiệp. Nếu bạn là một người yêu âm nhạc, đang có nhiều dự định hoặc băn khoăn về nghề làm âm nhạc thì đây sẽ là một bài viết dành cho bạn. Mình sẽ không đem đến cho các bạn công thức để thành công trong việc làm âm nhạc. Thay vào đó, bài viết này sẽ đem tới một góc nhìn thực tế và những trải nghiệm mà mình đã thu nhặt được trên con đường làm một ca nhạc sĩ chuyên nghiệp. Làm nghệ sĩ là làm gì? Theo định nghĩa cơ bản nhất, nghệ sĩ là người chuyên hoạt động, sáng tác hoặc biểu diễn trong một bộ môn nghệ thuật. Họ tham gia các hoạt động sáng tạo như vẽ, đồ họa, chạm khắc, chụp ảnh, làm mô hình, diễn kịch sân khấu để tạo ra các ý tưởng và cảm xúc lành mạnh với văn hóa xã hội. Với mình, một ca nhạc sĩ, công việc của mình là cảm nhận cuộc sống rồi sau đó chuyển hóa những suy nghĩ, cảm xúc và trải nghiệm đó thành âm nhạc. Rất nhiều người có suy nghĩ rằng làm nghệ sĩ là một cái gì đó rất lớn lao, tráng lệ. Nhưng thực tế thì không, người nghệ sĩ cũng chỉ là một con người bình thường. Nghề nghệ sĩ cũng chỉ là một nghề trong rất nhiều nghề ở xã hội này. Bởi vậy, ai cũng có quyền chọn làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật. Nhưng tại sao không nhiều phần trăm con người trên thế giới này thật sự chọn nghệ thuật làm con đường tiến thân? Những yếu tố quan trọng để trở thành một nghệ sĩ. Cá nhân mình cho rằng có 3 yếu tố định hình việc bạn có thể trở thành người nghệ sĩ nói chung hoặc ca nhạc sĩ nói riêng hay không. Thứ nhất là năng khiếu. Một nghiên cứu của Đại học Helsinki, Phần Lan cho thấy ít nhất 30% khả năng soạn nhạc của một người đến từ gen của họ. Rõ ràng 30% là một con số không nhỏ. Và theo mình thì có năng khiếu là một yếu tố khá quan trọng trong việc theo đuổi con đường làm nghệ thuật. Thế nhưng các bạn cũng đừng vội nản chí, vì những số liệu này chỉ mang tính cung cấp thông tin thôi. Và mình cũng không hề khẳng định rằng không có năng khiếu thì không thể làm nghệ thuật. Chỉ là nếu có thì nó sẽ là một bước đệm tốt hơn cho bạn mà thôi. Thực tế mà nói thì năng khiếu là một thứ không rõ ràng lắm, vì chẳng có chứng nhận nào chứng minh là ai đó có năng khiếu hay không cả. Thêm nữa, năng khiếu không phải bao giờ cũng bộc lộ ra ngoài. Lắm khi nó ẩn trong bạn, chẳng chịu xuất hiện hay biểu lộ ra. Nó cứ ở đó chờ được tìm thấy. Việc của bạn là phải tìm ra và đánh thức được năng khiếu của mình. Đó cũng là một con đường gian nan không kém. So với nhiều người trong nghề, mình biết đến năng khiếu về âm nhạc của mình khá là muộn. Đến tận năm lớp 10, mình mới biết là mình hát nghe cũng không tệ lắm. Nhưng dù trễ còn hơn không, mình mất 16 năm sống để thích đủ thứ rồi cuối cùng mới nhận ra cái mình thật sự có khiếu. Nhưng để từ vị trí đó đến vị trí ngày hôm nay, mình đã phải đánh đổi, luyện tập rất nhiều. Trong cuộc chạy đua, năng khiếu là một cú dậm đá tốt, nhưng chặng đua thì dài hơn thế. Nếu bạn sở hữu một khởi đầu tốt nhưng không kiên trì, cố gắng trên quãng đường còn lại thì khả năng cao bạn cũng sẽ không có được vinh quang. Thứ hai, nhạc lý. Lý thuyết âm nhạc hay nhạc lý là ngành nghiên cứu các cách thực hành âm nhạc. Nói chung, nó bắt nguồn từ sự quan sát làm cách nào mà các nhạc công và các nhà soạn nhạc có thể tạo ra âm nhạc. Người ta thường dùng thuật ngữ này để miêu tả môn học thuật về phân tích các yếu tố căn bản của âm nhạc như cao độ, nhịp điệu, hòa thanh và thể thức. Nhạc lý như một cái móng khi xây nhà vậy. Nhà của bạn muốn xây có thể rất to, rất cao, nhưng nếu nền móng không chắc chắn thì việc xây dựng sẽ rất khó khăn, hay nếu có xây xong thì tuổi thọ căn nhà cũng sẽ thấp. Có thể nhạc lý không cho bạn kết quả tức thì, nhưng nếu thiếu nó, bạn sẽ khó đi xa được. Những năm gần đây, trào lưu tự học guitar trở nên khá phổ biến trong giới trẻ. Cá nhân mình ủng hộ điều này. Tuy nhiên, có những điểm mình cho là còn hạn chế của việc tự học guitar đối với việc đi lên chuyên nghiệp. Đa phần mọi người sẽ không quan tâm đến nhạc lý khi bắt đầu tự học guitar. Mình hoàn toàn hiểu tâm lý này vì trước đây mình cũng vậy. Tuy nhiên, quá trình tự học này có một điểm chững vô cùng lớn mà ít người vượt qua được. Đó là khi bạn thấy không còn gì để phát triển thêm, không có gì mới để học nữa. Nếu muốn bước xa thêm, bắt buộc các bạn phải học nhạc lý, nếu không sẽ không thể tiếp cận được với những kiến thức cao hơn. Thực tiễn cho mình thấy đây là một mốc mang tính phân loại cao, quyết định bạn sẽ là nghệ sĩ, chơi guitar hay chỉ đơn giản là một người biết gảy đàn đệm hát. Vậy nên nếu được, mình mong mọi người sẽ có một góc nhìn khác về nhạc lý, hiểu được tầm quan trọng của nó nếu bạn đi theo con đường âm nhạc chuyên nghiệp.
Thứ ba, may mắn. Mình đọc hay nghe những câu đại loại như thế này rất nhiều, từ khi Một Đêm Say bắt đầu có nhiều người nghe và đạt được những thành công nhất định. Điều nguy hiểm hơn với các bạn trẻ là họ đã bị dẫn dắt sai lệch bởi những tiêu đề, những câu nói kia và ngộ nhận về việc trở nên nổi tiếng. Với mình, Một Đêm Say là một cột mốc đánh dấu quá trình phát triển dài của mình. Mình nghe nhạc từ nhỏ xíu, bắt đầu chơi guitar từ năm học lớp 10, tập tành sáng tác nhạc năm lớp 12. Lên đại học, mình tham gia hoạt động văn nghệ và đi hát kiếm tiền ở các quán cà phê hay sự kiện hơn một năm trời. Và rồi, Một Đêm Say ra đời như một hệ quả tất yếu của cả một quá trình dài, không có gì là ngẫu nhiên hay may mắn hoàn toàn cả. Một Đêm Say nổi tiếng vì nó được mọi người thích, mọi người nhận được giá trị từ nó và đáng với thời gian họ dành ra. Mình mong rằng mọi người đừng chỉ nhìn vào thành công của người khác mà đánh giá, vì nó đơn giản chỉ là một dấu mốc, còn điều tạo ra nó lại là cả một quá trình phía sau mà bạn thường không được biết đến. Theo mình quan sát được, con người có xu hướng khuếch đại tỷ lệ may mắn. Ví dụ, khi bạn đi xem một chương trình ca nhạc có phần khán giả may mắn, khi bốc một lá thăm may mắn với tỷ lệ 1 trên 1.000, thì mặc dù bộ não lý trí của bạn hoàn toàn hiểu rằng 1 trên 1.000 là một tỷ lệ siêu nhỏ, nhưng trong thâm tâm bạn vẫn luôn có cảm giác rất có thể may mắn sẽ tới. Và bởi vì sự kỳ vọng vô lý đó, nên khi cái 999 khả năng không may kia xảy ra, các bạn tự dưng sẽ có cảm giác buồn, dù cho việc buồn đó là không đáng. Tất nhiên, mình rất mong con đường các bạn đi sẽ có nhiều may mắn, và để đạt tới đỉnh cao thì ai cũng cần tới sự may mắn ở một vài bước ngoặt. Nhưng mình tin rằng chúng ta không nên để mình phụ thuộc vào nó. Bản thân mình không bao giờ tính đến yếu tố may mắn khi tính toán khả năng thành công của một sản phẩm cả, vì đơn giản điều đó không thể xác định được. Vậy nên may mắn nếu có thì tốt, không có thì cũng không sao cả. Vậy thì làm nghệ sĩ thì có giàu không? Phần này có lẽ là phần mà khá nhiều người thắc mắc. Một người nghệ sĩ như mình thì sẽ kiếm tiền chính từ đâu? Sau đây sẽ là 3 nguồn thu chính của một ca nhạc sĩ tự do như mình. Và tất cả những điều này đều là kinh nghiệm của cá nhân mình sau thời gian đi làm. Nó hoàn toàn mang tính cá nhân, nên nếu mọi người có cảm thấy sai hay thiếu sót ở đâu thì hãy hiểu cho mình nha. Mình chỉ có thể nêu lên những gì mình đã trải qua để mọi người tham khảo thôi. Bản quyền. Ở trên thế giới, đặc biệt là các nước phát triển, đa số nghệ sĩ sẽ có thu nhập từ tiền bản quyền. Nôm na tức là sau khi tạo nên một sản phẩm hoàn thiện, họ sẽ nắm giữ bản quyền của nó, và nếu người khác sử dụng tác phẩm đó thì họ sẽ nhận được một số tiền. Ý thức về vấn đề bản quyền ở Việt Nam thời gian gần đây đang được nâng lên khá nhiều. Tuy nhiên, vẫn khá là khó để một nghệ sĩ Việt Nam sống hoàn toàn vào tiền bản quyền. Như mình đã đề cập ở trên thì bản quyền ở Việt Nam không phải là một nguồn thu hoàn toàn cho nghệ sĩ. Tuy nhiên, nó cũng sẽ là một nguồn thu khá khá nếu như bạn có sản phẩm thực sự tốt. Những nơi mà bạn sẽ nhận được nguồn thu bản quyền có thể là YouTube, Spotify, SoundCloud. Tiền đến từ những nguồn này thường sẽ đến theo tháng và doanh thu sẽ tỷ lệ thuận với lượng tương tác của khán giả trên các phương tiện giải trí kia. Nên nếu bạn có những sản phẩm thật sự tốt và tiếp cận được với khán giả, đây sẽ là một nguồn thu ổn định và lâu dài cho bạn. Ngoài ra, ở một khía cạnh hẹp hơn, những nhạc sĩ như mình còn có thể có thêm thu nhập bản quyền bằng việc bán nhạc của mình cho những nghệ sĩ khác. Thu nhập bản quyền với mình thường sẽ chiếm 20-30% thu nhập mỗi tháng. Biểu diễn. Hiện tại, nguồn thu chủ yếu của mình đến từ việc đi biểu diễn. Phân loại sơ bộ thì sẽ có 2 kiểu đi biểu diễn chính. Thứ nhất là đi diễn. Đi diễn nghĩa là các bạn tham gia vào một chương trình người khác tổ chức và đến hát như một ca sĩ. Tất cả thu nhập biểu diễn của mình đến giờ thì đều nằm ở kiểu này. Một vài chương trình tiêu biểu hiện tại có thể kể đến như Term Festival hoặc là Monsoon Festival. Thứ hai, làm live show. Hình thức này sẽ là các bạn tự tổ chức chương trình và thu nhập sẽ đến từ việc bán vé. Kiểu biểu diễn này ở Việt Nam hiện đang chưa phổ biến vì độ phức tạp của nó. Nhưng mình nghĩ sẽ ngày càng có nhiều hơn những live show chất lượng, nên đây sẽ là một hướng đi khá hứa hẹn. Những nghệ sĩ đã, đang và rất thành công ở mảng này có thể kể đến như anh Hà Anh Tuấn, chị Đông Nhi hay ngay cả anh Sơn Tùng MTP. Nguồn thu biểu diễn đang chiếm khoảng 50-60% thu nhập mỗi tháng của mình. Thứ ba, quảng cáo. Đối với nghệ sĩ nói chung, việc tạo nên một hình tượng hay phát triển hình ảnh của mình và đưa nó đến với khán giả là rất cần thiết. Hình tượng của bạn càng phổ biến, càng nhiều người biết đến thì tầm ảnh hưởng của bạn sẽ càng cao, và khi đó bạn có thể làm quảng cáo. Quảng cáo ở đây rất đa dạng dưới nhiều hình thức khác nhau, từ việc bạn đăng tải một bức ảnh sản phẩm nào đó trên mạng xã hội cho đến việc làm đại sứ thương hiệu cho một nhãn hàng quốc tế thì tất cả đều là quảng cáo. Vì vậy, quảng cáo cũng có thể là một nguồn thu lớn với nghệ sĩ nếu họ có hình ảnh và một danh tiếng đủ lớn. Nguồn thu quảng cáo của mình thì hiện tại không nhiều, mỗi tháng nó sẽ chỉ chiếm từ 10-15% thu nhập.
Cái được lớn nhất của việc làm nhạc sĩ, ca sĩ đối với mình là luôn được sống trong thế giới sáng tạo. Công việc của mình là tạo ra những bài hát. Tất nhiên, không phải ai cũng có mong muốn được làm công việc có nhiều yếu tố sáng tạo, nhưng đó lại là ước mơ từ bé của mình. Được làm ra những thứ mới và được nhìn những thứ đó tạo ra một sự thay đổi tích cực trong xã hội, điều đó đối với mình là một niềm hạnh phúc lớn lao. Ngoài ra, khi là một nghệ sĩ có tên tuổi, bạn bắt đầu có được nhiều sự chú ý và yêu mến. Con người theo bản năng luôn muốn được người khác quan tâm, ghi nhận và là một người nghệ sĩ, thường thì bạn sẽ có được điều này. Nó cũng là một cái mình rất thích khi làm nghề này. Ngoài sự quan tâm trên mạng xã hội, ở ngoài đời có khi được mọi người nhận ra cũng là một niềm vui to bự. Một cái được rất lớn không thể bỏ qua đó là sự tự do. Tự do là một yếu tố hết sức quan trọng trong công việc này. Bạn hoàn toàn có thể dành ra cả một ngày để nghỉ khi có những chuyện buồn hay lúc cảm thấy cơ thể không còn năng lượng mà không phải lo về số ngày nghỉ phép. Bạn có thể ngồi cà phê để làm việc, nằm trên giường ngủ hay thậm chí là lên sân thượng nhà mình để làm việc. Chẳng phải điều đó rất tuyệt hay sao? Trời có lúc nắng đẹp, có lúc mưa to, cuộc đời có thịnh cũng sẽ có suy, có cái được thì hẳn cũng có cái mất. Bên cạnh những điểm lợi, cũng có nhiều yếu tố bạn phải đánh đổi khi làm nghề này. Trong loạt phim Người Nhện Đình Đám, bác Ben đã nói với Peter Parker là quyền lực càng cao, trách nhiệm càng nhiều. Tương tự đối với việc là một nghệ sĩ, khi bạn được đông đảo công chúng quan tâm, được một lượng người theo dõi đông trên mạng, thì trách nhiệm và những áp lực của bạn cũng sẽ tăng lên. Bất kỳ phát ngôn hay hành động nào của bạn dĩ nhiên sẽ tạo nên những tác động nhất định tới những người theo dõi bạn. Vì thế, sự quan tâm là một con dao hai lưỡi, lắm khi nó cũng tạo nên một áp lực vô hình khiến bạn mệt mỏi. Ngoài ra, nếu sự tự do mang đến cho bạn những giây phút thư giãn đầy ngẫu hứng thì nó cũng đồng thời luôn chứa đựng yếu tố không ổn định. Khi bạn làm một nghề tự do, công việc sẽ không được vạch sẵn lộ trình, lương sẽ không tự động chuyển vào thẻ ngân hàng mỗi tháng. Thay vào đó, bạn sẽ phải tự thân vận động hoặc tự lên kế hoạch các đầu việc hàng ngày cho mình, từ đó tạo ra nguồn thu nhập. Điều đó dựa hoàn toàn vào bạn và không có gì đảm bảo là bạn sẽ có việc làm ở tháng sau hay năm sau. Vì thế, nếu bạn thích sự an toàn, đây không phải là một công việc phù hợp đâu. Áp lực từ gia đình và xã hội cũng là một trở ngại lớn bạn cần phải vượt qua nếu muốn trở thành một nghệ sĩ chuyên nghiệp. Mình không biết ở nơi khác thế nào, nhưng ở vùng quê nơi mình sinh ra và lớn lên, nghệ sĩ hầu như không được công nhận là một nghề. Khi bạn được hỏi về nghề thì ca sĩ hay nhạc sĩ thường sẽ không phải là câu trả lời được mong đợi mà thay vào đó sẽ là bác sĩ hay kỹ sư. Thời gian đầu lúc mới vào làm nghề, mình bỏ học và tập trung hoàn toàn vào làm việc. Đó là một quãng thời gian hết sức khó khăn. Con người có xu hướng bám vào những thứ an toàn, nên khi bước ra khỏi vùng an toàn ấy, cảm giác thực sự không dễ chịu chút nào. Mình tự quyết định cũng đồng nghĩa với việc mình phải có trách nhiệm với quyết định ấy. Mình chủ động cắt nguồn tiền mình nhận từ gia đình vì biết rằng chừng nào còn nhận số tiền đó thì khi ấy quyết định của mình sẽ còn bị chi phối. Và sau gần một năm, bây giờ mình mỗi tháng đã có thể gửi về cho ba mẹ một số tiền nhất định. Mình đã vượt qua được cái áp lực kia và cho rằng đó là một thành công. Một trong những yếu tố quan trọng nhất dẫn đến thành công mà cá nhân mình luôn tâm niệm để theo đuổi đó là sự chân thành. Chân thành trong làm nhạc có nghĩa là sao? Đó là viết lên những thứ có thật, những thứ mình đã trải qua một cách trần trụi, không thêm thắt hay cố ý làm méo mó những giá trị cốt lõi. Mình muốn chân thành viết rồi hát lên những câu chữ mộc mạc nhất để truyền đi những câu chuyện mà không cần tính toán quá nhiều. Một việc mà mình cũng mong các bạn đạt được đó là chân thành với chính mình. Hãy thành thật, đừng lừa dối rồi tự gượng ép bản thân mình vào bất cứ điều gì mình không muốn. Khán giả thích mình vì mình là mình, chứ không phải là một ai khác. Hy vọng bài chia sẻ này sẽ cho mọi người một góc nhìn thực tế về nghề nghệ sĩ, về những con người làm âm nhạc. Chúc mọi người có những quyết định sáng suốt và nếu may mắn thì mong ta sẽ gặp nhau trên chặng đường đời kế tiếp. Hy vọng các bạn sẽ thích nội dung lần này. Đừng quên like, share, subscribe, ủng hộ chúng mình. Nếu bạn thích những nội dung như trên thì đăng nhập vào spiderroom.com hoặc mua sách Người Trong Môn Nghề để tìm đọc thêm. Mình là Việt Anh và hôm nay mình cosplay Thịnh Suy. Xin chào và hẹn gặp lại!